Bàn về tự do, đọc tiếp trang 52. Madras, ngày 22 tháng 11 năm 1959. Tôi không hiểu liệu bạn nhận biết được sự thôi thúc lạ lùng phải lệ thuộc vào điều gì đó này? Chấm hỏi. Tôi chắc chắn hầu hết các bạn đều lệ thuộc vào đảng phái chính trị nào đó, vào một nhóm người hay niềm tin được tổ chức nào đó. Bạn cam kết vào một cách sống hay một suy nghĩ đặc biệt, và chắc chắn điều đó xuất từ tự do. Tôi không hiểu liệu bạn đã thâm nhập vào sự thôi thúc phải lệ thuộc, phải đồng hóa mình cùng một quốc gia, một hệ thống, một nhóm người, những niềm tin tôn giáo hay chính trị. Và chắc chắn nếu không hiểu rõ sự thôi thúc phải lệ thuộc này, chỉ thoát khỏi một đảng phái hay một nhóm người chẳng có ý nghĩa bao nhiêu, bởi vì chẳng mấy chốc bạn sẽ tự cam kết chính mình vào một thứ khác. Liệu bạn không thực hiện chính việc này hay sao? Rời bỏ một học thuyết, bạn đi và tham gia vào thứ gì khác? Gạch ngang, Thiên Chúa Giáo, Cộng sản, phong trào hiện đại hóa, đạo đức và Thượng Đế, biết thứ gì khác nữa? Chấm. Bạn chuyển động từ một cam kết sang một cam kết khác, bị ép buộc bởi sự thôi thúc phải lệ thuộc vào điều gì đó. Tại sao? Chấm hỏi. Tôi nghĩ nó là một câu hỏi quan trọng mà bạn phải tự đặt ra cho chính bạn. Tại sao bạn muốn lệ thuộc? Chấm hỏi. Chắc chắn chỉ khi nào cái trí hoàn toàn một mình, nó mới có thể thu nhận điều gì là sự thật, không phải khi nó đã cam kết vào đảng phái hay niềm tin nào đó. Làm ơn hãy suy nghĩ câu hỏi này, hiệp thông cùng nó trong quả tim của bạn. Tại sao bạn lệ thuộc? Chấm hỏi. Tại sao bạn đã cam kết chính bạn vào một quốc gia, vào một đảng phái, vào một học thuyết, vào một niềm tin, vào một gia đình, vào một chủng tộc? Chấm hỏi. Tại sao lại có sự ham muốn phải đồng hóa mình vào điều gì đó này? Chấm hỏi. Và những hàm ý của sự cam kết này là gì? Chỉ có người tuyệt đối ngoài cuộc mới có thể hiểu rõ. Không phải cái người bị giam cầm trong một nhóm người đặc biệt, hay cái người đang chuyển động liên tục từ một nhóm người sang một nhóm người khác, từ một cam kết sang một cam kết khác. Chắc chắn bạn muốn lệ thuộc vào điều gì đó, bởi vì nó trao tặng cho bạn một ý thức của an toàn, không những an toàn thuộc xã hội, nhưng còn cả an toàn phía bên trong. Khi bạn lệ thuộc vào điều gì đó, bạn cảm thấy an toàn. Bằng cách lệ thuộc vào sự việc được gọi là Hồi giáo này, bạn cảm thấy được xã hội kính trọng, được an toàn, bảo đảm phía bên trong. Vì vậy, bạn đã cam kết chính mình vào điều gì đó với mục đích để cảm thấy an toàn, bảo đảm, mà chắc chắn đã thu hẹp biên giới của tự do, đúng chứ? Hầu hết chúng ta đều không được tự do. Chúng ta là những nô lệ cho Ấn giáo, cho Cộng sản, cho một xã hội này hay một xã hội khác, cho những người lãnh đạo, cho những đảng phái chính trị, cho những tôn giáo có tổ chức, cho những đạo sư. Và thế là chúng ta đã đánh mất phẩm giá của chúng ta như những con người. Có phẩm giá như một con người chỉ khi nào người ta đã thưởng thức, đã hưởng thụ cái sự việc lạ thường này gọi là tự do. Từ sự nở hoa của tự do, phẩm giá con người hiện diện. Nhưng nếu chúng ta không biết tự do này, chúng ta bị biến thành nô lệ. Đó là vì điều gì đang xảy ra trong thế giới, đúng chứ? Và tôi nghĩ sự ham muốn phải lệ thuộc, phải cam kết chính mình vào điều gì đó là một trong những nguyên nhân của đang thu hẹp tự do. Muốn loại bỏ sự thôi thúc phải lệ thuộc này, muốn được tự do khỏi sự ham muốn phải cam kết này, người ta phải thâm nhập vào cách suy nghĩ riêng của người ta, hiệp thông cùng chính người ta, cùng quả tim và những ham muốn riêng của người ta. Đó là một việc rất khó khăn khi thực hiện. Nó cần đến sự kiên nhẫn, một dịu dàng nào đó của tiếp cận, một thâm nhập kiên trì và liên tục vào chính người ta mà không chỉ trích hay chấp nhận. Đó là thiền định thực sự, nhưng bạn sẽ phát giác rằng thực hiện nó chẳng dễ dàng gì đâu, và chẳng mấy người trong chúng ta sẵn lòng để thực hiện nó. Hầu hết chúng ta đều chọn lựa con đường dễ dàng của được hướng dẫn, được chỉ bảo. Chúng ta lệ thuộc vào điều gì đó, và thế là mất đi phẩm giá của con người chúng ta.
Có thể bạn sẽ nói, ồ, tôi đã nghe điều này trước kia rồi. Ông ta chỉ tiếp tục chủ đề ưa thích nhất của ông ta và đi khỏi. Tôi ước rằng bạn có thể lắng nghe như thế bạn đang lắng nghe lần đầu tiên, giống như đang thấy mặt trời của hoàng hôn hay khuôn mặt người bạn của bạn lần đầu tiên. Vậy là bạn sẽ học hành, và do đó và do bởi học hành đó, bạn sẽ tự khám phá cho chính bạn, mà không phải là điều tạm gọi là tự do bị sáng chế bởi một người khác. Vì vậy, chúng ta hãy kiên nhẫn và kiên trì thâm nhập vào vấn đề của tự do này. Chắc chắn chỉ một con người tự do mới có thể hiểu rõ sự thật, mà là tìm ra liệu có một cái gì đó vĩnh cửu vượt khỏi sự đo lường của cái trí, và cái người bị đầy ắp bởi trải nghiệm hay hiểu biết riêng của anh ấy không bao giờ được tự do, bởi vì hiểu biết ngăn cản đang ngăn cản, bởi vì hiểu biết ngăn cản đang học hành. Chữ học hành này, những quyển dịch về trước thì ông không dùng chữ là học hỏi, nhưng sau này ông đổi thành học hành. Đọc lại. Vì vậy, chúng ta hãy kiên nhẫn và kiên trì thâm nhập vào nghi vấn của tự do là gì này. Chắc chắn chỉ một người tự do mới có thể hiểu rõ sự thật, mà là tìm ra liệu có một cái gì đó vĩnh cửu vượt khỏi sự đo lường của cái trí, và cái người bị đầy ắp bởi trải nghiệm hay hiểu biết riêng của anh ấy không bao giờ được tự do, bởi vì hiểu biết ngăn cản đang học hành. Chúng ta sắp sửa hiệp thông cùng nhau, thâm nhập cùng nhau nghi vấn của tự do này, của tự do là gì này, và làm thế nào để nắm được nó. Chúng ta sắp sửa hiệp thông cùng nhau, phải thâm nhập cùng nhau nghi vấn của tự do là gì này, và làm thế nào để nắm được nó. Và vẫn vậy, muốn thâm nhập chắc chắn phải có tự do ngay tại khởi đầu, ngược lại bạn không thể thâm nhập, đúng chứ? Bạn phải hoàn toàn không còn lệ thuộc, bởi vì chỉ lúc đó cái trí của bạn mới có thể thâm nhập. Nhưng nếu cái trí của bạn bị trói buộc, bị giam cầm bởi cam kết nào đó, dù thuộc chính trị, tôn giáo, xã hội hay kinh tế, vậy thì chính sự cam kết đó ngăn cản bạn không đang thâm nhập, bởi vì đối với bạn không có tự do. Làm ơn hãy lắng nghe điều gì đang được nói, và tự thấy cho chính bạn sự kiện rằng chính chuyển động đầu tiên của sự thâm nhập phải được sinh ra từ tự do. Bạn không thể bị cam kết và từ đó thâm nhập, giống hệt như một con thú bị cột vào một cái cây không thể lang thang xa lắm. Cái trí của bạn giống như một nô lệ, chừng nào nó còn bị cam kết vào Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Cộng sản hay vào điều gì đó mà nó đã tự sáng chế cho chính nó. Vì vậy, chúng ta không thể thâm thẩm cùng nhau nếu chúng ta không thể hiểu rõ ngay từ khởi đầu, từ lúc này trở đi, rằng muốn thâm nhập phải có tự do. Muốn thâm nhập phải có tự do, phải có giả từ quá khứ. Tự nhiên, nhiệt thành, phải có giả từ quá khứ, gạch ngang, tự nhiên, nhiệt thành, tự phát, gạch ngang, nhưng một buông bỏ hoàn toàn ngay tức khắc. Phải có giả từ quá khứ, gạch ngang, tự nhiên, nhiệt thành, tự phát, gạch ngang, nhưng một buông bỏ hoàn toàn ngay tức khắc. Rốt cuộc, những người khoa học mà tập hợp cùng nhau để giải quyết vấn đề của đi đến mặt trăng được tự do để tìm hiểu, dù họ có lẽ là những nô lệ vào quốc gia của họ đến chừng nào, và mọi chuyện như thế. Tôi chỉ đang nói về sự tự do đặc biệt đó của người khoa học tại một trung tâm nghiên cứu. Ít ra tại thời điểm đó, trong phòng thí nghiệm của anh ấy được tự do để tìm hiểu. Nhưng phòng thí nghiệm của chúng ta là đang sống của chúng ta. Nó là toàn bộ khoảng thời gian của sống từ ngày sang ngày, từ tháng sang tháng, từ năm sang năm. Và tự do để thâm nhập của chúng ta phải là tổng thể, nó không thể là một tự do tách rời giống như những con người kỹ thuật.
Đó là lý do tại sao nếu chúng ta sắp sửa học hành và hiểu rõ tự do là gì, nếu chúng ta sắp sửa thâm nhập thâm thẳm vào những kích thước không đáy của nó, từ ngay khởi đầu chúng ta phải buông rơi tất cả những cam kết của chúng ta và một mình. Và đây là một việc khó khăn lắm khi thực hiện. Ngày nào đó ở Kashmir, nhiều khắc sĩ đã nói với tôi, hai chấm, chúng tôi sống một mình trong vùng tuyết phủ, chúng tôi không bao giờ gặp bất kỳ ai, không người nào đã từng viếng thăm chúng tôi. Và tôi nói với họ, liệu bạn thực sự một mình hay liệu bạn chỉ tách rời phần cơ thể thuộc liệu bạn thực sự một mình hay liệu bạn tách rời phần cơ thể khỏi nhân loại, chấm hỏi. Ồ, đúng mà, họ trả lời. Vâng, chúng tôi chỉ một mình. Nhưng họ đang ở cùng những kinh Veda. Nhưng, đọc lại, ngày nào đó ở Kashmir, nhiều khắc sĩ đã nói với tôi, hai chấm, chúng tôi sống một mình trong vùng tuyết phủ, chúng tôi không bao giờ gặp bất kỳ ai, không người nào đã từng viếng thăm chúng tôi. Và tôi nói với họ, hai chấm, liệu bạn thực sự một mình hay liệu bạn chỉ tách rời phần cơ thể khỏi nhân loại, chấm hỏi. Ồ, đúng mà, họ trả lời. Vâng, chúng tôi chỉ có một mình. Nhưng họ đang ở cùng những kinh Vệ Đà và Upanishad, cùng những trải nghiệm và những hiểu biết được thu lượm của họ, cùng những thiền định và những thực hành của họ. Họ vẫn còn đang vác theo gánh nặng của tình trạng bị quy định của họ. Đó không là đang một mình. Những người như thế, khi đã khoác vào một chiếc áo cà sa, tự nói với chính họ, hai chấm, chúng tôi đã từ bỏ thế giới. Nhưng không phải vậy, bạn không bao giờ có thể từ bỏ thế giới, bởi vì thế giới là bộ phận của bạn. Bạn có lẽ từ bỏ một vài con bò, một ngôi nhà, tài sản nào đó, nhưng muốn từ bỏ di truyền của bạn, truyền thống của bạn, trải nghiệm chủng tộc được tích lũy của bạn, toàn bộ gánh nặng của tình trạng bị quy định của bạn, gạch ngang, điều này đòi hỏi một thâm nhập thâm thẳm, một phát hiện mà là sự chuyển động của đang học hành. Cách còn lại, gạch ngang, trở thành một thầy tu hay một ẩn sĩ, gạch ngang rất dễ dàng. Vì vậy, làm ơn hãy thâm nhập và thấy việc làm của bạn, đi từ nhà đến nơi làm việc của bạn mỗi ngày suốt 30, 40 hay 50 năm. Sự hiểu biết của bạn về những phương pháp kỹ thuật nào đó như một kỹ sư, một luật sư, một toán học, một người giảng thuyết, gạch ngang, làm thế nào tất cả điều này khiến cho bạn trở thành một nô lệ. Một chút. Đọc lại một đoạn. Vì vậy làm ơn hãy thâm nhập và thấy việc làm của bạn, đi từ nhà đến nơi làm việc của bạn mỗi ngày suốt 30 năm, 40 hay 50 năm. Sự hiểu biết của bạn về những phương pháp kỹ thuật nào đó như một kỹ sư, một luật sư, một người toán học, một người giảng thuyết, làm thế nào tất cả điều này khiến cho bạn trở thành một nô lệ. Dĩ nhiên, trong thế giới này người ta phải biết kỹ thuật nào đó và có một việc làm. Nhưng hãy suy nghĩ, làm thế nào tất cả những điều này đang thu hẹp biên giới của tự do, thịnh vượng, tiến bộ, an toàn, thành công. Mọi thứ đang thu hẹp cái trí. Đến độ cuối cùng, ngay cả lúc này, cái trí trở thành máy móc và tiếp tục chỉ bằng cách đang lặp lại những sự việc nào đó mà nó đã học hành. Một cái trí muốn thâm nhập vào tự do và khám phá vẻ đẹp của nó, bao la của nó, đất sống của nó, chất lượng lạ thường của nó, mà không hiệu quả trong ý nghĩa thế gian của từ ngữ đó, gạch ngang. Một cái trí như thế ngay từ khởi đầu phải xóa sạch những cam kết của nó, ham muốn phải lệ thuộc của nó, và cùng tự do đó nó phải thâm nhập.
Nhiều câu hỏi được bao hàm trong điều này. Trạng thái của cái trí mà được tự do để thâm nhập là gì? Được tự do khỏi những cam kết có nghĩa gì? Liệu một người có gia đình phải làm tự do chính anh ấy khỏi những cam kết của anh ấy? Chấm hỏi. Chắc chắn nơi nào có tình yêu thì không có cam kết. Bạn không lệ thuộc vào người vợ của bạn, và người vợ của bạn không lệ thuộc vào bạn. Nhưng chúng ta có lệ thuộc vào lẫn nhau, bởi vì chúng ta không bao giờ cảm thấy cái sự việc lạ thường này được gọi là tình yêu. Và đó là sự khó khăn của chúng ta. Chúng ta đã cam kết chính mình vào hôn nhân, giống như chúng ta cam kết chính mình vào học hành một phương pháp kỹ thuật. Tình yêu không là sự cam kết. Nhưng lại nữa, hiểu rõ điều này khó khăn lắm, bởi vì từ ngữ không là sự việc. Nhạy cảm với một người khác, có cảm thấy thuần khiết đó mà không bị ô uế bởi mảnh trí năng, chắc chắn đó là tình yêu. Tôi không hiểu liệu bạn suy nghĩ về bản chất của trí năng, mảnh trí năng và những hoạt động của nó có cần thiết tại một mức độ nào đó đúng chứ? Nhưng khi mảnh trí năng can thiệp vào cảm thấy thuần khiết này, vậy thì sự tầm thường bắt đầu. Muốn hiểu rõ sự vận hành của cái trí năng, muốn hiểu rõ sự vận hành của mảnh trí năng và muốn nhận biết cảm thấy thuần khiết đó mà không cho phép hai thứ này pha trộn và hủy diệt lẫn nhau, đòi hỏi một hiểu rõ rất minh bạch, thâm thẳm. Lúc này khi chúng ta nói rằng chúng ta phải thâm nhập vào điều gì đó, thật ra liệu có bất kỳ thâm nhập nào phải được thực hiện, hay liệu chỉ có sự nhận biết hiệp thông, chấm hỏi. Lúc này khi chúng ta nói rằng chúng ta phải thâm nhập vào điều gì đó, thật ra liệu có bất kỳ thâm nhập nào phải được thực hiện, hay liệu chỉ có sự nhận biết thật hiệp thông, chấm hỏi. Bạn hiểu rõ chứ? Tôi hy vọng tôi đang trình bày rõ ràng. Thông thường, thâm nhập là một quy trình của phân tích và đạt được một kết luận. Đó là sự vận hành của cái trí, của trí năng, đúng chứ? Trí năng nói, hai chấm, tôi đã phân tích và đây là kết quả luận tôi đã có được. Từ kết luận đó, nó chuyển động đến một kết luận khác, và thế là nó tiếp tục. Chắc chắn khi suy nghĩ nảy sinh từ một kết luận, nó không còn là suy nghĩ nữa, bởi vì cái trí đã kết luận rồi. Có đang suy nghĩ chỉ khi nào không có kết luận. Có đang suy nghĩ chỉ khi nào không có kết luận. Lại nữa, bạn sẽ phải thâm nhập điều này. Phải không chấp nhận lẫn phủ nhận nó. Lại nữa, bạn sẽ phải thâm nhập điều này, không chấp nhận lẫn phủ nhận nó. Nếu tôi kết luận rằng Cộng sản hay Thiên Chúa Giáo hay học thuyết khác nào đó là như thế, tôi đã không còn đang suy nghĩ. Nếu tôi kết luận rằng có Thượng Đế hay rằng không có Thượng Đế, tôi đã không còn đang thâm nhập. Những kết luận mang hình thức của niềm tin, nếu tôi muốn tìm ra liệu có Thượng Đế hay chức năng thực sự của chính thể liên quan đến cá thể là gì, tôi không bao giờ có thể bắt đầu từ một kết luận, bởi vì kết luận là một hình thức của cam kết. Vì vậy, chức năng của trí năng luôn luôn là, đúng chứ, tìm hiểu, phân tích, tìm ra. Vì vậy, chức năng của trí năng luôn luôn là tìm hiểu, phân tích, tìm ra, đúng chứ. Nhưng bởi vì chúng ta muốn an toàn phía bên trong thuộc tâm lý, bởi vì chúng ta sợ hãi, lo âu về sống, chúng ta tìm đến hình thức nào đó của kết luận mà chúng ta cam kết vào nó. Từ một cam kết, chúng ta tiếp tục tiến đến một cam kết khác. Và tôi nói rằng một cái trí như thế, một trí năng như thế, vì là nô lệ vào một kết luận, không còn đang suy nghĩ, không còn đang thâm nhập. Tôi không hiểu liệu bạn đã thấy rằng trí năng đảm đưa một vai trò quan trọng như thế nào trong sống của chúng ta. Những nhật báo, những tuần báo, mọi thứ quanh chúng ta đều đang vun đắp lý luận. Không phải rằng tôi phản đối lý luận. Trái lại, người ta phải có khả năng lý luận rất rõ ràng, nhạy bén. Nhưng nếu bạn quan sát, bạn phát giác rằng luôn luôn cái trí đang phân tích tại sao chúng ta lệ thuộc hay không lệ thuộc.
tại sao người ta phải là một người đứng ngoài để tìm sự thật và vân vân. Chúng ta đã học hành quy trình của phân tích về chính chúng ta, vì vậy có trí năng cùng khả năng để tìm hiểu, phân tích, lý luận và đạt được những kết luận của nó, và có cảm thấy thuần khiết mà luôn luôn đang bị can thiệp, bị tô màu bởi trí năng. Đọc lại, chúng ta đã học hành quy trình của phân tích về chính chúng ta, vì vậy có trí năng cùng khả năng để tìm hiểu, phân tích, lý luận và đạt được những kết luận của nó, và có cảm thấy thuần khiết phải mà luôn luôn đang bị can thiệp, bị tô màu bởi trí năng. Và khi trí năng can thiệp vào cảm thấy thuần khiết, từ sự can thiệp này nảy sinh ra một cái trí tầm thường. Một mặt chúng ta có trí năng cùng khả năng lý luận của nó được đặt nền tảng trên những ưa thích và không ưa thích của nó, trên tình trạng bị quy định của nó, trên trải nghiệm và hiểu biết của nó, và bị quy định của nó. Và mặt đọc lại, một mặt chúng ta có trí năng cùng khả năng lý luận của nó được đặt nền tảng trên những ưa thích và không ưa thích của nó, trên tình trạng bị quy định của nó, trên trải nghiệm và hiểu biết của nó. Và mặt khác, chúng ta có cảm thấy mà bị ô uế bởi xã hội, bởi sợ hãi. Và liệu hai điều này sẽ phơi bày sự thật là gì? Chấm hỏi. Hay liệu chỉ có nhận biết và không còn gì khác nữa? Chấm hỏi. Tôi e rằng tôi không đang trình bày rõ ràng. Tôi sẽ giải thích điều gì đó vì tôi có ý. Đối với tôi, chỉ có nhận biết mà là thấy điều gì đó như giả dối hay đúng thật một cách tức khắc. Nhận biết tức khắc của điều gì là giả dối và điều gì là đúng thật này là yếu tố cốt lõi, không phải thuộc trí năng cùng đang lý luận của nó được đặt nền tảng trên danh mảnh của nó, hiểu biết của nó, những cam kết của nó. Thỉnh thoảng chắc chắn nó đã xảy đến cho bạn rằng bạn đã thấy sự thật của điều gì đó một cách tức khắc, như sự thật rằng bạn không thể lệ thuộc vào bất kỳ thứ gì. Đó là nhận biết 2. Đang thấy sự thật của điều gì đó một cách tức khắc, mà không phân tích, mà không lý luận, mà không có tất cả những sự việc do cái trí sáng chế với mục đích trì hoãn nhận biết. Nó hoàn toàn khác hẳn trực giác, khả năng để biết điều gì đó bằng cách dùng những cảm giác hơn là suy nghĩ những sự, hơn là suy xét những sự kiện, mà là một từ ngữ chúng ta sử dụng rất trôi chảy và dễ dãi. Đọc lại. Đối với tôi, chỉ có nhận biết mà là thấy điều gì đó như giả dối hay đúng thật một cách tức khắc. Nhận biết tức khắc của điều gì là giả dối và điều gì là đúng thật này là yếu tố cốt lõi, gạch ngang, không phải trí năng cùng đang lý luận của nó được đặt nền tảng trên danh mảnh của nó, hiểu biết của nó, những cam kết của nó. Thỉnh thoảng chắc chắn nó đã xảy đến cho bạn rằng bạn đã thấy sự thật của điều gì đó một cách tức khắc, gạch ngang, như sự thật rằng bạn không thể lệ thuộc vào bất kỳ thứ gì. Chấm. Đó là nhận biết 2. Đang thấy sự thật của điều gì đó một cách tức khắc, mà không phân tích, mà không lý luận, mà không có tất cả những sự việc do cái trí sáng chế với mục đích trì hoãn nhận biết. Nó hoàn toàn khác hẳn trực giác, phải khả năng để hiểu biết điều gì đó bằng cách dùng những cảm giác hơn là suy xét những sự kiện, mà là một từ ngữ chúng ta sử dụng rất trôi chảy và dễ dãi. Và nhận biết không liên quan đến trải nghiệm. Nhận biết không liên quan đến trải nghiệm. Trải nghiệm bảo cho bạn rằng bạn phải lệ thuộc vào điều gì đó, nếu không bạn sẽ bị hủy diệt, bạn sẽ mất việc làm của bạn hay gia đình của bạn hay tài sản của bạn hay vị trí và thanh danh của bạn. Vì vậy, trí năng cùng tất cả lý luận của nó, cùng những nhận xét ranh mảnh của nó, cùng suy nghĩ bị quy định của nó, nói rằng bạn phải lệ thuộc vào điều gì đó
rằng bạn phải cam kết để sinh tồn. Nhưng nếu bạn nhận biết sự thật rằng cá thể phải hoàn toàn một mình, vậy thì chính nhận biết đó là một nhân tố giải thoát. Bạn không phải đấu tranh để được một mình. Đối với tôi, chỉ có nhận biết hiệp thông này, không lý luận, không toan tính, không phân tích. Bạn phải có khả năng để lý luận, bạn phải có một cái trí nhạy bén, sắc sảo với mục đích để lý luận. Nhưng một cái trí bị giới hạn vào lý luận không thể nhận biết điều gì là sự thật. Muốn nhận biết tức khắc sự thật rằng thật là dốt nát khi lệ thuộc vào bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, bạn phải có thể thâm nhập quả tim của những quả tim của bạn, biết nó thấu đáo mà không có tất cả những chướng ngại bị sáng chế bởi trí năng. Đọc lại, đối với tôi, chỉ có nhận biết hiệp thông này, không lý luận, không toan tính, không phân tích. Bạn phải có khả năng để lý luận, bạn phải có một cái trí nhạy bén, sắc sảo với mục đích để lý luận. Nhưng một cái trí bị giới hạn vào lý luận không thể nhận biết điều gì là sự thật. Muốn nhận biết tức khắc sự thật rằng sự thật, muốn nhận biết tức khắc sự thật, muốn nhận biết tức khắc sự thật rằng thật là giả, thật là dốt nát khi lệ thuộc vào bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, bạn phải có thể thâm nhập quả tim của những quả tim của bạn, biết nó thấu đáo mà không có tất cả những chướng ngại bị sáng chế bởi trí năng. Nếu bạn hiệp thông cùng chính bạn, bạn sẽ biết tại sao bạn lệ thuộc, tại sao bạn đã tự cam kết. Và nếu bạn thâm nhập sâu thẳm thêm nữa, bạn sẽ thấy sự nô lệ, sự thu hẹp của tự do, sự mất phẩm giá của con người mà sự cam kết gây ra. Khi bạn nhận biết tức khắc tất cả điều này, bạn được tự do. Bạn không phải tạo ra một nỗ lực để tự do. Đó vì sao? Đó là lý do vì sao nhận biết là cốt lõi. Tất cả những nỗ lực để được tự do đều bị gây ra bởi tự mâu thuẫn. Chúng ta thực hiện một nỗ lực bởi vì chúng ta đang trong trạng thái mâu thuẫn trong chính chúng ta. Và mâu thuẫn này, nỗ lực này nuôi dưỡng nhiều con đường của tẩu thoát mà vĩnh viễn giam cầm chúng ta trong guồng quay của nô lệ. Vì vậy, đối với tôi có vẻ rằng người ta phải rất nghiêm túc. Nhưng tôi không có ý nghiêm túc trong ý nghĩa, nhưng tôi không có ý nghiêm túc trong ý nghĩa của đang cam kết vào điều gì đó. Bởi vì người cam kết vào điều gì đó không nghiêm túc gì cả. Bởi vì người cam kết vào điều gì đó thì không nghiêm túc gì cả. Họ đã dâng hiến chính họ vào điều gì đó với mục đích để đạt được những kết thúc riêng của họ, với mục đích tăng thêm vị trí hay thanh danh riêng của họ. Những người như thế tôi không gọi là nghiêm túc. Người nghiêm túc là người khao khát tìm ra tự do là gì. Để nhận được tự do này, chắc chắn anh ấy phải thâm nhập vào sự nô lệ riêng của anh ấy. Đừng nói rằng bạn không là một nô lệ. Bạn lệ thuộc vào điều gì đó và đó là nô lệ, mặc dù những người lãnh đạo của bạn nói về tự do. Hitler đã nói như thế, Khrushchev đã nói như thế. Mọi người độc tài, mọi vị đạo sư, mọi tổng thống hay phó tổng thống, mọi người trong tất cả những tổ chức tôn giáo và chính trị đều nói về tự do. Nhưng tự do là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Nó là một trái cây quý báu mà nếu không có nó, bạn mất đi phẩm giá của con người. Đọc lại, nó là một trái cây quý báu mà nếu không có nó, bạn mất đi phẩm giá của con người. Nó là tình yêu mà nếu không có nó, bạn sẽ không bao giờ tìm được Thượng Đế hay sự thật hay cái sự việc không tên đó. Dù bạn làm bất kỳ điều gì, gạch ngang, vuông quán tất cả những đạo đức, hiến dân, nô lệ, sục sạo những phương cách để phục vụ nhân loại, gạch ngang, nếu không có tự do, không thứ nào trong tất cả những việc này
sẽ mang ra ánh sáng sự thật đó mà ở trong quả tim riêng của bạn. Sự thật đó, cái gì đó không thể đo lường được, phải hiện diện khi có tự do. Gạch ngang, tự do tổng thể phía bên trong đó mà hiện diện chỉ khi nào bạn không cam kết, chỉ khi nào bạn không lệ thuộc vào bất kỳ thứ gì, chỉ khi nào bạn có thể hoàn toàn một mình mà không cay đắng, không yếm thế, không hy vọng hay thất vọng. Chỉ một quả tim, cái trí như thế mới có thể thu nhận cái đó mà không thể đo lường được. Trang 62 tạm dừng.